số của kinh doanh thì lãnh đạo cũng biết và giám đốc kinh doanh cũng biết. Để đi đâu đó mở chỉ số ra là bóc máy điện thoại, chỉ đạo liền. Tránh trường hợp là chuyện đã rồi trong quá trình điều hành. Rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có chuyện là đến họp giao ban đập bàn, đúng không ạ? Giá gì mà anh biết sớm cái này thì anh đã quyết định khác. Tại vì tới chừng nghe ai đó báo cáo, muộn mất rồi. Tới chừng ai đó báo cáo thì chuyện đó đã 3-4 tháng trước rồi. 3-4 tháng trước chuyện đó đã xảy ra. Đứng đầu doanh nghiệp, người chủ hay là CEO thì anh có thể nêu ví dụ top 3 cái chỉ số mà cho là quan trọng nhất hiện tại không? Thứ nhất là chi phí quản lý trên nhân viên. À, xin lỗi, chi phí quản lý trên doanh thu. Doanh thu mình theo dõi được, chi phí quản lý đó. Rồi, chi phí bán hàng hay là lợi nhuận, hay là hàng loạt các chỉ số về tài chính. Tùy theo quan điểm của lãnh đạo mà anh đã được giao có vai trò gì thì chúng tôi tư vấn cho ảnh là cái vị trí nào nên xem bộ chỉ số nào, vị trí nào nên xem bộ chỉ số nào. Và chúng tôi xây dựng bộ chỉ số là chỉ số của cấp công ty và chỉ số của từng phòng ban. Ví dụ như là chỉ số của marketing thì lãnh đạo cũng có thể biết và giám đốc marketing cũng có thể biết. Chỉ số của kinh doanh thì lãnh đạo cũng biết và giám đốc kinh doanh cũng biết. Để đi đâu đó mở chỉ số ra là bóc máy điện thoại, chỉ đạo liền. Tránh trường hợp là chuyện đã rồi trong quá trình điều hành. Rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có chuyện là đến họp giao ban đập bàn, đúng không ạ? Giá gì mà anh biết sớm cái này thì anh đã quyết định khác. Tại vì tới chừng nghe ai đó báo cáo, muộn mất rồi. Tới chừng ai đó báo cáo thì chuyện đó đã 3-4 tháng trước rồi. 3-4 tháng trước chuyện đó đã xảy ra thì rất lãng phí. Nên là nhìn cho chỉ số sức khỏe là chúng ta điều hành rất là dễ dàng. Nhưng mức độ thường xuyên để mà đo lường cái chỉ số sức khỏe này thì nó tính trên cấp độ nào? Như anh nói là mức độ thường xuyên nó như thời buổi này thì bây giờ đơn giản lắm. Bởi vì chúng ta có hệ thống phần mềm hết rồi, nó cập nhật, nó real time, nó chạy. Tức là real time luôn á? Tức là mình sẽ phải theo dõi real time. Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp là đều có các phần mềm ứng dụng đó, thì chúng ta cập nhật